I want to ask you advice. Tôi có một cái vấn đề với gia đình của tôi vừa mới có ở đây thôi, vừa mới gặp vấn đề đó thôi và tôi cùng hỏi lời khuyên của bạn. Và để bà yêu cầu mình là chỉ có hai chữ là oh no thôi, nhưng mà mình hiểu rằng là mình phải bày tỏ cái cảm xúc của mình đối với lại là cái việc mình vừa mới nghe là cái vấn đề của bạn của mình đấy. Thì như các bức thư khác thì nó là chữ great, thì chúng ta có thể nói là I am happy to hear that hoặc là I am glad to hear that. Nhưng bây giờ trong trường hợp này thì không thể là happy được rồi. Thì chúng ta sẽ thay thế nó bằng cái chữ sorry các em ha. I am sorry, tôi rất tiếc khi mà nghe về cái vấn đề của bạn chẳng hạn. Thì đó là chúng ta có thể thể hiện được cái chữ oh no rồi, cái cảm xúc của mình rồi. Rồi các bạn xem ở trên màn hình thì sẽ thấy cô gợi ý cho các bạn cấu trúc đó. I am sorry to hear that. Hoặc là I am sorry to hear about your problem. Hai cấu trúc nha các em nha. Các em dùng một trong hai. Ở giữa cái chữ am và chữ sorry, các em có thể thêm cái trạng từ terribly vào cũng được. Terribly là thực là kinh khủng, thực là tồi tệ. Thì thêm vào để mà nhấn mạnh cái việc là tôi thực sự rất là tiếc nuối về, rất là tiếc hay là rất là cảm thấy sorry khi mà nghe về cái vấn đề mà bạn gặp phải. Rồi tiếp theo. We had a big family party yesterday. Ngữ cảnh người ta cho là có một cái bữa tiệc gia đình vào ngày hôm qua. Và nhưng mà I had an argument. Argument là một cái cuộc tranh luận. Tranh luận với about something really silly, về một cái vấn đề gì đó rất là silly, là ngớ ngẩn các em ha. Rất là ngớ ngẩn, ngốc nghếch, nó không đáng có đó. With my sister and we stopped talking to each other. Cái cuộc tranh luận đó thì giữa tôi với lại là chị hoặc là em gái các em nha. Để ý kỹ chỗ này là my sister ha, chị hoặc em gái chứ không phải họ hàng hay bố mẹ hay là người nào khác nha. And we stop talking to each other, và từ đó thì chúng tôi không không thèm nói chuyện với nhau nữa. Has anything like this ever happened to you? Và anh chàng này hỏi mình là bạn đã bao giờ gặp vào cái tình huống này chưa, và đề bài yêu cầu chúng ta là yes cộng thêm chữ and và dấu ba chấm nữa. Tức là sao? Chúng ta cần phải trả lời là có rồi, chúng ta đã từng gặp tình huống tương tự rồi. Và and thì sau chữ and chúng ta phải giải thích rõ ra rồi cái vấn đề mà chúng ta đã từng gặp phải là gì, cái tình huống của mình là gì. Thì ở đây các em để ý giùm cho cô là có hai cái ý lớn ha. Một là Bill kể cho mình về cái tình huống mà anh ta gặp phải, và ý thứ hai là Bill hỏi mình có bao giờ gặp phải chưa. Vậy mình sẽ trả lời cái ý thứ hai trước, đó là đương nhiên rồi, tôi cũng đã gặp phải tình huống như vậy. Rồi còn khi mà trả lời cho ý đầu tiên là cái tình huống đó nó như thế nào thì sẽ có những cách lựa chọn như sau. Các em có thể dựa vào cái tình huống của Bill để mà viết lại tình huống của mình, mà viết nó trải trải thì tí thôi. Dĩ nhiên không thể trùng hợp đến mức mà các em có được một cái bữa tiệc gia đình ngay vào tối hôm qua và cũng xảy ra tình huống như vậy. Nhưng các em có thể nói là tháng trước trong một cái chuyến đi chơi với gia đình chẳng hạn, hoặc là trong một cái bữa cơm gia đình tôi và chị gái tôi, giờ có thể thay đổi thành là anh trai tôi, em trai của tôi cũng EQ với nhau, cũng tranh luận với nhau về vấn đề gì đó ngớ ngẩn và sau đó chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau nữa chẳng hạn. Đó thì là cách chúng ta có thể dùng chính tình huống của Bill để mà chúng ta xào nấu lại tình huống của mình. Hoặc lựa chọn thứ hai cho các em đó là chúng ta bịa ra tình huống của chính mình, một cái tình huống nào đó mới. Nhưng mà nhớ giùm cho cô cái tình huống đó là chúng ta phải có một cái cuộc tranh luận với một người thân nào đó trong gia đình của mình. Và nó cũng có một cái hậu quả nào đó. Đó là hai yếu tố mà cần thiết ha. Rồi về về cấu trúc thì cô hướng dẫn cho các bạn một số cái cấu trúc như sau để nói về cái cuộc tranh luận. Yes là dĩ nhiên rồi đúng không nè? Mình cũng gặp tình huống đó rồi. I once argued with my sister or my brother about. Tôi once, các em chọn một trong hai nha, sister hoặc là brothers thì tùy nha. Once là một lần, tôi cũng đã từng một lần tranh luận với chị hoặc là anh trai em trai của tôi. About, sau chữ about là về cái vấn đề gì đó. Thì các em nhớ là sau cái chữ about chúng ta dùng cái cụm danh từ thôi nha. About the cinema that we should go then. Về cái rạp chiếu phim mà chúng tôi nên đi sau đó,
sau cái bữa tiệc đó thì chúng tôi nên đi đến rạp chiếu phim nào, hay là about the food that we would eat, hay là về cái đồ ăn mà chúng tôi nên ăn ở trong cái bữa tiệc đó chẳng hạn. Rồi em có thể sau đó các em trả lời thêm, giải thích thêm về cái tình huống đó, hoặc là gì các em có thể trả lời cái cấu trúc nó đơn giản hơn dựa vào ngay chính cái đề bài chúng ta có đó, là yes I experienced the same situation once, là khẳng định là tôi đã từng trải qua cái tình huống này một lần rồi. Một lần rồi hay nhiều lần rồi hay là đã từng thì các em có thể bỏ cái chữ once đi cũng được, cũng không nhất thiết phải để ha. Tôi experience đã từng trải qua cái the same situation, cái tình huống tương tự một lần rồi. Rồi sau đó qua câu thứ hai, các em sẽ kể về cái tình huống đó dựa vào tình huống của Bill như cô mới nói hồi nãy cũng được. Ví dụ như là last my family gì đó, bắt đầu viết ra ha. My family has vân vân vân. Các em thấy đây trọn vẹn cái mà các em có thể ghi đó. Last month my family had an anniversary party chẳng hạn, là anniversary party là một cái bữa tiệc kỷ niệm lưu niệm về vấn đề gì đó. Rồi tôi argue with my brother, tôi đã tranh luận với lại là anh trai của tôi về cái đồ ăn mà chúng tôi sẽ ăn trong bữa tiệc đó. And I also think it was so silly. Tôi cũng nghĩ rằng là cái vấn đề đó thật là cái cuộc tranh luận đó đấy, thật là ngớ ngẩn, thật là ngốc nghếch. Rồi, ở dưới hai cái gạch đầu dòng tiếp theo, đó là cái cấu trúc các em có thể tham khảo thêm, các em có thể chọn một trong ba cái cấu trúc cái nào cũng được ha. Mà nhớ giống như cô đó là cấu trúc cái gạch đầu dòng thứ ba đó. Silly arguments between siblings are unavoidable. Đó là những cái cuộc tranh luận mà nó ngớ ngẩn. Siblings là giữa anh chị em ruột trong nhà. Các cuộc tranh luận ngớ ngẩn giữa anh chị em ruột trong nhà thì khó tránh khỏi. Unavoidable là không thể tránh khỏi được đó. I and my sister hoặc là my brother disagreed on. Tôi và anh trai của tôi hay chị gái của tôi thì không đồng thuận với nhau về về cái gì đó, thì sau cái dấu ba chấm các em cũng ghi các cái cụm danh từ vào về cái vấn đề gì. Rồi các em kể tiếp cái câu chuyện mà mình đã gặp ra. Rồi thế là xong được cái ý thứ hai á. Quay thứ ba, cho cô hỏi các bạn có theo kịp không? Nãy giờ có nghe được cái lời cô giảng không hay mạng có bị lag không nè? Theo kịp không thì nhắn giùm cho cô vô phần tin nhắn với. Dạ kịp cô. Ừ, cảm ơn em. Các bạn khác ở trong lớp thì sao? Ok, cảm ơn em ha. Được kịp ha. Rồi cô quay tới ý thứ ba các em nhé. What do you think I should do to make things better? Câu hỏi tiếp theo của Bill đó là bạn nghĩ là tôi nên làm cái gì để mà cải thiện cái vấn đề này đây? Và đề bài yêu cầu chúng ta là advise Bill. Vậy chúng ta cần phải khuyên Bill, khuyên Bill làm cái gì? Thì các bạn thử nghĩ trong trường hợp của chính mình thử xem, nếu mà mình có mâu thuẫn với lại là anh chị em trong nhà hay là với bạn bè thì mình sẽ làm gì? Các bạn trả lời giùm cho cô phần tin nhắn thử xem, hoặc bạn nào mở microphone lên chúng ta trả lời cũng được. Khi mà các em có mâu thuẫn thì các em sẽ làm gì? Alo các em ơi, lời giùm cho cô và bác ý thử xem nào. Có mâu thuẫn thì thường làm gì nè? À rồi, cảm ơn Thu Hương. Mời đi ăn rồi nói chuyện với nhau. Rồi một phương án rất là hay hết. Mời đi ăn rồi nói chuyện với nhau. Vậy cô sẽ hướng dẫn chúng ta viết cái cấu trúc đó thử xem nha. What should be done? Cần phải làm gì đây? I think, vì đây là lời khuyên của mình cho nên mình nên nói là I think hay là I believe hay I suppose, là thể hiện cái ý kiến của mình, hoặc là in my opinion cũng được các em ha. Cái cấu trúc đó các em cũng đã học trong speaking rồi. I think you should invite your sister, a
meal and talk about the problem. Invite your sister a meal, mời một bữa ăn và nói về cái vấn đề đó. Nói về cái vấn đề mà bạn và sister của bạn gặp phải. Để ý ngữ cảnh giùm cho cô là Bill đang nói với sister của Bill nha. Rồi còn phương án nào nữa không các bạn ha? Các bạn khác ở trong lớp cho cô thêm cái phương án thử coi. Giận nhau thì làm cái gì? Mâu thuẫn với nhau thì làm gì để làm hòa? Nobody. Không ai có phương án nào à? Cô nghĩ chắc trong cuộc sống bạn thân với bạn cũng gặp những tình huống này nhiều rồi chứ nhỉ? Ok, cảm ơn Hương. Một ý kiến nữa là tặng quà. Tặng quà xong nói chuyện rồi làm hòa với nhau thôi đúng không? Ok, vậy mình sẽ ghi là I think you should offer her a gift that she likes. Đấy, tôi nghĩ rằng là bạn nên tặng cho cô ấy một cái món quà nào đó mà cô ấy thích. Rồi, cảm ơn Ngọc Mai. Cứ để thời gian qua đi rồi mọi thứ sẽ được giải quyết đúng không? Rồi dỗi ngược lại, hai đứa giận nhau luôn, không thèm nói chuyện luôn, được một thời gian rồi cái tự quay lại nói chuyện với nhau hả? Ok. Rồi còn ý kiến nào nữa không? Dù là thực tế thì ý kiến của Ngọc Mai nghe cũng có vẻ hợp lý đó, cũng có vẻ là trong vài trường hợp nó giống như thế đó. À, nhưng mà khi mà chúng ta viết thì cũng lựa chọn một phương án nào đó để cho chúng ta thấy là nó tích cực một tí, dễ thực hiện một tí ấy không ha? Và đương nhiên là cũng dễ viết nữa. Rồi, có phương án nào nữa không? Any other idea? No more. Ok, cảm ơn Uyên. Rủ nhau đi du lịch rồi làm hòa. Ok, à, tùy em thôi. Cái nào cũng được em ha. Đó là phương án của em thôi. Cái nào cũng được. Chỉ là cái nào mà em viết được dễ thì em viết thành văn tiếng Anh đấy, thì em lựa chọn thế thôi. Thì rủ nhau đi du lịch ha. I think you should invite her to travel somewhere. Tôi nghĩ rằng bạn nên mời cô ấy travel somewhere, đi du lịch ở đâu đó đi. Rồi, còn ý kiến nào nữa không? Ok, nếu không thì ở trên màn hình cô đang chỉ cho các bạn một số cái gợi ý nha. Cái gạch đầu dòng thứ tư cũng giống như ý kiến của bạn Hương lúc nãy, đó là mời đi ăn. Nhưng mà câu từ cô đang viết ở đây nó hơi khác một xíu thôi ha. I think you and your sister should hang out. Hang out là rủ nhau ra ngồi chơi và đi ăn, đi uống gì đó. Should hang out and enjoy a meal, và thưởng thức một cái bữa ăn. Để mà ignore, ignore là bỏ qua cái vấn đề đó đi, để mà lại quên, quên cái vấn đề đó đi. And if you think it's worth silly, nếu như mà bạn nghĩ rằng là nó thật là ngớ ngẩn ngốc nghếch thì bạn cũng nên nhận lỗi đi ha. You should admit your fault. Bạn cũng nên nhận lỗi về mình đi và start talking to her again. Và bắt đầu nói chuyện với cô ấy lại. Nói chuyện lại với cô ấy ha. Ok. If you think it's worth silly, you should admit your fault and start talking to her again. I think you and your sister should discuss the issue again to solve the problem. Tôi nghĩ rằng là bạn và chị gái của bạn nên discuss là thảo luận. Khác với cái chữ argue nha các em nha. Argue là tranh luận một cách nó hơi gay gắt một xíu. Nó có vẻ như là như tranh cãi với nhau vậy. Còn discuss chỉ là thảo luận một cách nhẹ nhàng thôi. Và bạn nên là thảo luận với lại là về issue, là về cái problem đó các em. Dùng cái chữ issue cũng được, chữ problem cũng được. Bạn nào biết thì chúng ta học thêm từ ha.
để mà solve the problem, để mà giải quyết cái vấn đề ra đi. If I were you, đây cũng là một cấu trúc để cho chúng ta đưa ra lời khuyên. Nếu như tôi là bạn, thì để ý giùm cho cô là cấu trúc này chúng ta dùng ở quá khứ nha. Bởi vì đây là điều giả định. Trên thực tế thì tôi không thể là bạn được, cho nên chỉ là giả định ở quá khứ thôi. Nếu như tôi là bạn, thì I would put myself in your sister's shoes. Tôi sẽ đặt vị trí của mình vào cái vị trí của chị gái của bạn. Đây là một cái idiom mà bạn nào muốn chúng ta có thể áp dụng vào trong môn nói này, hay là trong môn viết cũng rất là hay ha. Put myself in someone's shoes, đặt mình vào vị trí của ai đó. Tôi sẽ đặt mình vào vị trí của chị gái của bạn, và and I would talk to her my viewpoint, và tôi sẽ nói về cái quan điểm của tôi. Sau đó chúng ta nên biết về cái vấn đề which is from our different opinions. Chúng ta nên biết, chúng ta ấy nói là tôi và là chị gái đó, nên biết rằng là cái vấn đề này chỉ là đến từ những cái quan điểm khác nhau mà thôi. Not a big deal, không phải là vấn đề gì quá lớn. So we should ignore it. Vậy nên chúng ta nên bỏ qua cái vấn đề đó đi. Khá là dài dòng, cũng khá là nhiều từ vựng để cho các em học. Thì bạn nào muốn cải thiện hơn, nâng cao hơn cái khả năng tiếng Anh của mình, chúng ta có thể tham khảo thêm. Còn không, các em tham khảo các ý kiến ở bên trên là đủ rồi nha. Rồi cho câu hỏi, các em lưu kịp các cái ý cô gợi ý trên nào để mà làm tư liệu, làm bài. Hữu Sang, đọc coi lại đoạn đầu là đoạn nào đây Sang ơi? Đây hả Sang? Rồi, ok Sang, em lưu xong chưa nào? Các bạn khác trong lớp các em đã lưu xong chưa nào? Các bạn khác trong lớp nếu lưu xong rồi thì nhắn trả lời giùm cho cô là lưu xong rồi nhé. Còn bạn nào chưa lưu xong không thì cô đợi nè. Ok các em ha. Rồi không bạn nào nói là chưa hết ha. Vậy thì cô sẽ qua tiếp cái phần tiếp theo. Rồi xong cái ý thứ ba rồi ha. Tới cái ý cuối cùng. Should I wait a bit before I do anything? Or should I try to do something straight away? Tôi nên chờ một thời gian trước khi mà làm hòa đấy. Do anything, làm bất kỳ cái gì. Hay là tôi nên try to do, cố gắng để mà làm một cái gì đó để làm hòa straight away, ngay lập tức. Vậy đề bài yêu cầu chúng ta là hãy chọn một trong hai, say which, chọn một trong hai phương án này. Vậy tùy các bạn thôi, các bạn muốn chọn phương án nào cũng được. Nhưng nhớ giùm cho cô là phương án nào thì cũng phải kèm theo lý do. Lý do vì sao nên chờ hay là lý do vì sao nên giải quyết ngay. Và bên dưới là một số cái cấu trúc của gợi ý ha. Cái là đầu dòng thứ nhất, I believe both you and your sister should have time to calm down. Bạn và chị gái của bạn cần có thời gian để mà bình tĩnh lại. So you should wait a bit before doing anything. Vậy thì bạn nên chờ thời gian cái đã trước khi làm một điều gì. Then about one week later, you should talk to her. Vậy thì khoảng một tuần sau đó thì bạn nên nói chuyện với cô ấy. Vậy các em thấy là đối với cái ý là chúng ta trả lời nên chờ thời gian đó, thì em cần giải thích vì sao. Thì ở đây cô sẽ gợi ý cho các em giải thích đó là cần thời gian để mà bình tĩnh lại. Và kèm theo đó, chờ một thời gian, khuyên người ta chờ một thời gian thì phải nói là
cụ thể là chờ bao lâu, chứ không lẽ người ta chờ miết các em ha. À, vậy chúng ta cũng đề xuất luôn là khoảng 1 tuần hay là 2 tuần hay là vài ba ngày gì đó thì tùy các em. Còn trong trường hợp các em chọn là cần phải giải quyết vấn đề ngay đi, vậy thì các em có thể dùng cấu trúc là gì? The problem is not a big deal. Cái vấn đề này cũng chẳng có gì là lớn lao cả. Not a big deal, không phải vấn đề lớn. Vậy thì bạn nên giải quyết nó ngay đi. Right away hay là straight away hay là immediately thì đều có nghĩa là ngay lập tức các em ha. Em biết từ nào thì chúng ta dùng từ đó. Vấn đề không phải gì lớn, cho nên bạn cần phải solve it, giải quyết nó ngay đi. It would make your family in a dark atmosphere or heavy atmosphere. Đây là cái lý do vì sao mà mình khuyên là nên giải quyết vấn đề ngay đi đó. Thứ nhất thì nó không phải là vấn đề lớn, và thứ hai là giải quyết ngay đi thì cái không khí gia đình nó không bị nặng nề, nó không bị tối tăm u tối quá. Đấy là cái em có thể ghi. Câu sau em có thể ghi thêm được, còn không thì dừng ngay cái chỗ là not a big deal rồi solve it immediately là được rồi. Ok, vậy thế là xong là được cái email của mình. Nhưng cuối cùng đừng quên cái lời chào tạm biệt và cái kết là ký tên của mình nghe em ha. Hôm trước cô nhớ là cô có chấm một bài của bạn nào đó đó. À, thì các bạn cũng đã copy lại những cái ý mà cô hướng dẫn và kể cả cái bài tham khảo. Cuối cùng là ký tên ở đây á, ở trên đó thì ghi là ABC gì đó cô không nhớ. Nhưng cuối cùng ký tên ở đây lại là Nguyễn Văn A, y như là cái bài của cô thì nó không được các em ha. Nhìn như vậy thì nó rõ ràng ra quá rồi là các em đang chép bài rồi. Rồi nhớ những thủ tục, những cấu trúc để mà hoàn thiện cái email nha. Rồi bây giờ là thời gian thực hành, các bạn cũng tương tự mọi bữa. Qua bên Padlet, làm bài, đăng tải lên đó đúng cái cột dùm cho cô. Vẫn là cái trang Padlet hôm bữa thôi, vẫn là một cái trang đó thôi để cho các em có thể xem đi xem lại cái bài của mình. Này, cô gửi lại đường link vào trong cái phần tin nhắn nha. Sang thầy dạy nói là không cần ký tên hả? Tức là thầy nói là không cần ký hay là không cần ghi cái tên của em ra? Để ý nha, nếu như mà làm bài trong cái môn viết này á thì các em không cần phải ghi một cái chữ ký, nhưng mà cần phải có cái tên kết thúc á. Không ghi tên hay sao á hả? Em liên hệ với thầy em hỏi lại giùm cho cô nha. Chứ còn đúng đó, một cái format của một cái email thì chúng ta cần phải có cái ký tên ở dưới nha em nha. Không nhất thiết là chữ ký, nhưng mà em chỉ cần ghi cái tên của em là được rồi. Tên em cũng được, hoặc là tên người gửi tương tự với ở trên. Em có thể không ghi tên em, from Mary chẳng hạn, rồi ở dưới thì em ghi cái chữ Mary. Nói chung là thừa thì cũng không bị mất điểm, nhưng mà lỡ đâu mà bị thiếu mà giáo viên khác là người chấm mà họ đánh thiếu chỗ đó thì lại uổng công mình, nên tốt nhất vẫn cứ ghi đầy đủ đi nha. Rồi không thắc mắc gì nữa thì các em qua bên Padlet làm bài cho cô ha. Cố gắng làm nhanh. Đăng bài lên đó và cô sửa.